Thưa quý vị và các bạn, ngay vào những ngày cuối kỳ nghỉ Tết và ngày hôm nay ngày đi làm đi học đầu tiên thì lượng người phương tiện tham gia giao thông đã tăng cao ở tất cả các địa phương trên tất cả các tuyến đường. Áp lực giao thông lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông và trên thực tế thì tình trạng nhồi nhét hành khách, bỏ qua các quy định về an toàn giao thông đã diễn ra ở nhiều nơi. Tại Thừa Thiên Huế trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng chức năng quản lý an toàn giao thông đã phát hiện và xử lý rất nhiều xe khách vi phạm lỗi chở quá tải, có xe chở quá quy định đến 20 người. Dù xe đã chật kín nhưng nhà xe vẫn không bỏ qua bất cứ hành khách nào đón xe dọc đường, bất chấp an toàn tính mạng của hành khách. Ghi nhận tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh thì tình trạng nhồi nhét hành khách cũng diễn ra, có xe thiết kế 46 chỗ nhưng thả xuống bến gần 70 hành khách. Cùng với việc chở quá số người quy định để tận thu thì nhiều nhà xe còn tăng giá vé cao gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Tình trạng nhồi nhét hành khách và tăng giá vé mặc dù năm nào cũng được cảnh báo nhưng vẫn lặp đi lặp lại khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trước những diễn biến của tình hình giao thông những ngày này thì Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn. Và trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay thì chúng tôi có mời tới trường quay Đại tá Trần Sơn Hà là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Bộ Công an. Xin đại tá có thể cho biết là trong những ngày này thì lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mạnh tay xử lý các cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông như thế nào ạ? Vì trên thực tế là chúng tôi vẫn chứng kiến được những cái xe và vẫn ghi lại được hình những cái xe hành khách chở quá số người quy định và vẫn có thể về bến mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vâng, thưa chị Diệp Anh, năm nay thì chính phủ, nhà nước cho công chức, viên chức và cán bộ công nhân viên và nhân dân nghỉ Tết khá dài ngày, 9 ngày. Do dự báo được tình hình cho nên chúng tôi cũng tham mưu cho chính phủ, tham mưu cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Công an sớm có kế hoạch để làm sao lực lượng công an dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông làm chủ được tình hình và làm sao đảm bảo trật tự giao thông thông suốt, an toàn để đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp Tết. Cũng tính đến ngày hôm nay thì là 10 ngày thì không xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Tuy nhiên thì qua các cái hình ảnh vừa rồi thì các cái tỉnh miền Trung cũng phát hiện được một số các cái phương tiện chở quá số người quy định và nhồi nhét khách. Thì ngay từ ngày 11 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cái công điện và chỉ đạo lực lượng công an dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, duy trì lực lượng trên các tuyến trọng điểm, mà đặc biệt là các tuyến về thành phố và tuyến quốc lộ 1, tuyến miền Trung Tây Nguyên để xử lý rất nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt là đối với xe khách thì những cái xe chở quá số người quy định rồi thì xe chạy suốt đêm. Và thứ hai là chạy sai làn đường và có sử dụng bia rượu. Chúng tôi có tham mưu Tổng cục 7 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam có cái kế hoạch số 4660 là chuyên đề về xử lý các loại xe khách và bố trí Sở Giao thông Vận tải các địa phương phải bố trí đủ phương tiện để khi phát hiện những cái xe khách này là chở quá số người quy định thì phải sang khách và cần thiết những cái trường hợp mà chở quá số người quy định như Thừa Thiên Huế vừa rồi thì chúng tôi yêu cầu là cơ quan các địa phương phải lập hồ sơ và cần thiết phải rút cái giấy phép kinh doanh và xử lý rất nghiêm theo cái nghị định 71 của chính phủ. Vâng, thưa đại tá là nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày sắp tới là rất lớn khi mà chúng ta mới bắt đầu cái mùa lễ hội. Vậy thì cái việc xử lý những cái phương tiện giao thông là cá nhân, là ô tô, là xe máy như thế nào? Vì trên thực tế là trong 9 ngày Tết vừa qua thì cái số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện là xe máy gây ra và số người chết do tai nạn giao thông mà là người đi xe máy thì rất là lớn ạ. Ngay những ngày sau Tết thì cái lễ hội của chúng ta năm nay là được dự báo là khoảng trên dưới 8.000 cái lễ hội xảy ra ở các địa phương, hầu hết các địa phương. Tuy nhiên thì cái tần suất của các phương tiện khách nói chung và các cái phương tiện cá nhân thì đi lại với cái lưu lượng rất là lớn. Thì ngay khi mà điện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng thì chúng tôi cũng chỉ đạo công an các địa phương là phải tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là thực hiện rất nghiêm cái công điện của chính phủ cũng như là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và luật giao thông đường bộ thì trong những cái ngày như này phải được huy động các lực lượng cảnh sát khác, thế rồi thì công an xã phường để vào cuộc khi mà tuần tra kiểm soát để xử lý ngay từ những cái nơi xuất phát, những cái đường liên thôn liên xã. Vừa rồi thì cũng xảy ra một số các cái vụ đặc biệt nghiêm trọng là chủ yếu liên quan đến xe mô tô chở quá số người quy định. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng yêu cầu công an các địa phương là phải tăng cường và với trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và nâng cao ý thức của người dân, vừa tuyên truyền nhưng vừa phải xử lý rất nghiêm và ngay từ đầu năm cũng phải xử lý nghiêm, không để một cái tình trạng tái diễn. Dạ vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Sơn Hà đã cùng chúng tôi trao đổi về một chủ đề có liên quan đến tất cả mọi người và đặc biệt là quan trọng trong những ngày này.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết thì giao thông là điều mà mọi người cảm nhận rõ nhất về việc chúng ta đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Mùa lễ hội cũng mới bắt đầu và nhiều người có nhu cầu tham gia các lễ hội đầu xuân, nhưng rất mong tất cả chúng ta đều nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để mỗi người ra đường và đều có thể trở về nhà an toàn. Xin được nhắc lại một con số đáng buồn nhưng cũng rất đáng báo động là trong 9 ngày Tết vừa qua đã có 313 người thiệt mạng do tai nạn giao thông và trung bình mỗi ngày có 33 người chết, cùng với đó là biết bao nhiêu thiệt hại về của cải của xã hội.